Đó là một cái reaction chân thật nha, chứ không phải là giả dối gì. Mình mới vô con game này thôi mà nó hù mình như vậy rồi đó. Nhưng mà mình bị hù bởi anh em show và đồng bọn. Trời ơi. Ok thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi Final Fantasy không phải. Nó gọi là Ultimate Custom Night. Ok cho mọi người coi đây. Wow. Thì trong cái phần chơi Final Fantasy này đó thì nó có tận 50 con người máy nha. Và mình có thể chỉnh mức độ của nó từ 0 đến 20. Đây, 20 là mức khó nhất. Và mức độ khó nhất trong con game này đó là mình sẽ chơi tất cả các con này trong 20. Nhưng mà mình chưa có chơi cho này lần nào hết trơn á, mình nghĩ là mình chơi được đâu. Chắc chắn là không chơi được rồi. Thì mấy ngày hôm nay mình đã quay video về con game Final Fantasy phần 6 rồi. Quay khá là nhiều luôn. Và hôm nay chúng ta lại qua Final Fantasy nhưng mà đây là một tựa game khác. Nói thiệt mọi người luôn là dạo này mình hơi bị nghiện mấy con game này. Thì có thể nói đấy chính là con game Final Fantasy khó nhất trong toàn bộ cái series game luôn. Rồi để coi chúng ta phải chơi thế nào ta. Ở đây là cái gì? À, đây chính là cái chỗ mà mình có thể ngồi chơi đây nè. 2.000 điểm, 5.000 điểm, 8.000 điểm. Rồi đây là những cái những cái sức mạnh chúng ta sẽ dùng khi mà chơi á. Nhưng mà mọi người nghe mình giải thích như vậy thì có lẽ là mọi người hiểu là mình đã tìm hiểu trước con game rồi phải không? Ờ đúng, mình đã tìm hiểu trước rồi. Tại vì con game nó rất là khó. Nếu như mọi người chơi cái trò chơi này ở trong cái mode 50/20 ấy, thì tương đương với việc là mình chơi rất là nhiều game Final Fantasy cùng một lúc mà không bị chết. Có những cái thử thách ở đây nè. Chúng ta sẽ chơi những thử thách gì đây? Đó chính là Bear Attack. Chúng ta sẽ chơi với những anh bạn gấu. Ấn này thì nó sẽ thêm gấu nữa. Wow, sao nghe phức tạp với người ta. Mình nghĩ là mình chưa nên đâu. Bây giờ mình làm cái gì đó mới làm quen với cái điều khiển con game này các coi. Nói chung là mình chỉ vô làm quen cái con game này thôi. Và chúng ta có cái điều khiển ở đây nó khá là phức tạp. Mình chỉ vào đây để mà làm quen thử thôi nha. Làm quen được rồi thì mình sẽ chơi thử với mấy con gấu. Ok, rồi để coi. Mình nhìn qua lại nè. Đây là camera. Hả? Camera hình như mình có thể mở bằng nút S. Đúng rồi, không cần phải kéo xuống. Đây. Ok. Đây chính là hai cái dạng đường ống khác nhau. Cái gì đây? Đường ống ấy là mình có thể dùng âm thanh để mà dụ nó hả? Còn cái này, mình có thể đóng mở hai cái đường ống khác nhau. Đóng mở cửa hai đường ống á. Còn cái này, mình phải reset cái này, lâu phải reset cái này lại, nếu không là xung quanh này nó sẽ tối dần đi. Đây. Reset lại cho nó sáng á. Rồi. No! Nó sẽ thêm ai đó mình không biết đâu mọi người ạ. Đâu? Đây là đóng cửa trái. Đi trước. Oh my god. Nó thêm ai vậy? Nó thêm ai vậy? Mình không biết ai hết trơn nha. Ai vậy? Ai? Nó thêm ai vậy? What? Đây chính là cái hòm xuông mà chúng ta có thể lấy được khi mà xem camera nè. Đây. Ở đây. Nhưng mà nó thêm con gì vậy? Thằng đó nó thêm con gì vậy? Oh my god. Phải đóng cửa này, cửa này, cửa này, cửa này nữa. Thật ra là có khoảng 4 cái cửa. Hết điện rồi. Mình xài nhiều điện quá, chết tôi rồi. Ai giết mình ta? Ai giết tôi? Có ai giết tôi không? Hay là tôi cứ ngồi vậy và sống sót thôi? Nó thêm ai vậy? Nó đã thêm Balloon Boy. Balloon Boy thì nó không giết mình đâu, nhưng mà nó sẽ lẻn vào chỗ của mình và không cho mình xài cái đèn pin. Chỉ vậy thôi. Để mình thử sức mình chơi thử cái này coi. Rồi mình còn phải nhớ là phải chơi như thế nào này nọ nè. Không, coi mấy con này là mình biết chơi thế nào nè. Mấy con này là mình có thể đóng cửa mở cửa nè. Còn mấy con này là mình không biết phải chơi sao. Ví dụ con này chui đường ống mà mình không biết phải chui đường ống như thế nào, dụ nó như thế nào cơ. Hay là vậy đi, chỉnh con này lên tập luyện nè. Con này lên cũng để tập luyện hay gì đó nè. Rồi để coi nào. Ok. Tuy là mình rất sợ âm thanh lớn nó xuất hiện bất ngờ trong con game này, nhưng mà mình chơi phải bắt buộc là mở âm thanh lớn, nếu không là mình sẽ bị kiểu gì đây? Ok, nó di chuyển phải không? Di chuyển phải không mọi người? Ở đây là mình chỉ có mấy con chui vào đường ống phải không? Mình đóng cửa đường ống trước đi. Rồi nó di chuyển qua đường này, mình có thể dụ nó qua đây phải không? Nó có qua không vậy? Còn con này thì một khi nó gặp cái đường ống á, khi nó gặp cái cửa thì nó sẽ quay lại chỗ cũ hay sao mình không rõ. Có vài con nó gặp cái cửa bị chặn nó quay lại chỗ cũ. Oh my god. Có nhiều lắm nha. Hình như là mỗi cái chấm than là mỗi con khác nhau á. Nếu mình dụ nó qua một chỗ này thì sao? Phân giữa đây thì sao ta? Còn đường ống này có mỗi con này thôi. I always come back. What? Cái con đó là sao nó hù mình nhờ? Nó chui bằng cái đường ống bên phải cơ. Đường ống bên phải mé mé bên đây nè, chứ không phải là ở trước mặt mình.
Nghĩa là mỗi khi nó xuất hiện nó sẽ tạo ra cái tiếng động rất là lớn và mình phải chú ý mình nghe, nếu không là tôi đai. Rồi, giờ á muốn chơi cái này á, chặn cái cửa này trước đi. Rồi mình có thể dùng xem camera mình đóng cửa được. Ừ được nha mọi người. Rồi tụi này nó nếu mình vụ nó qua đây thì sao ta? Nó không biết có được hay không? Ờ nó tập trung vào một chỗ hết trơn nè. Nó không đi sao? Hình như là mình chỉnh AI của nó là có một thôi, là nên nó khá là ngu. Để coi nó như bây giờ mình mở cửa ra đó. Mở cửa ra, chăm sao đâu ha. Chặn này lại đi. Tụi này sao? Tụi này nó bỏ đi đâu vậy? Cửa này nó đóng lại rồi phải không? Đóng lại rồi chắc là nó không đi được đâu. Ngồi đi và chill thôi. Tắt quạt đi. Đây coi. Char, what can I do for ya? Ok. Thêm năng lượng nè. Yeah, nó giúp cho mình. Sau khi là nó sẽ tấn công mình. Uh oh. Đóng lại, đóng cửa lại rồi nha. Cái thằng đó thì không cần phải chặn chốt ở trong cái đường ốc gì hết trơn. Ừ, cứ đóng cửa lại nó sẽ không làm gì mình hết trơn á. Vậy là cái này là mình chỉ cần nghe âm thanh nó cười thôi là mình có thể đóng cửa lại. Đâu hết trơn rồi. Ủa đâu hết trơn rồi ta? Mấy thằng đó thì đâu mất tiền hết trơn rồi. Nó vẫn ở đây hả? Ủa con này sao? Con này bị gì vậy? Đâu nó... Ủa? Jar, me bird. Làm mình đừng chết, làm mình đừng chết, đừng chết, đừng chết. So I'll do ye a favor. Đừng chết, đừng chết, đừng chết, đừng chết. À. Ok. 60 độ. Được. Này sao? Nó bị chặn rồi. Ha ha. Ô, nó tới. Nó tới thiệt. Trời ơi, hết hồn. Rồi sắp hết năng lượng tới nơi rồi, nó xài tốn quá mọi người à. Mà mình xài phải tiết kiệm trong cả 50/20 như vậy thì một điều vô cùng bất khả thi đối với mình. Vô cùng bất khả thi đâu mọi người ạ. I always come back. Hình như là mình đóng mà mình không có biết mình đóng hay chưa. Mình ấn nhiều lần rồi nó mở. Ok, nó cho mình chút quà ăn ủi nè. Wow, để mình thử chơi cái trò này ở trong 50/20 một lần thử coi. Mình chết trong vòng bao nhiêu giây. Ủa, ôi. Cái con Nightmare Puppet này khá là khó nha. Mình đưa vào mặt nó khoảng vài giây thôi là giết mình liền à. Vô cùng là kinh dị. Thôi, sợ quá. Để mình thử cái này coi. Base attack nè. Để mình thử coi. Freddy là mình chỉ cần canh qua camera thôi. Còn còn cái tụi á. À, có con Freddy nữa ở đây nè. Chí đèn pin vào. Rồi. Tắt quạt đi. Tụi này dù nó một chỗ đây. Oh no. Oh my god. Đi chưa? Đi rồi phải không? Oh my god. Fred bé à, mình có thể nghe tiếng nó. Oh my god. Kinh dị vãi nồi à. Wow, mình thấy nó căng quá. Thấy nó căng quá mọi người ạ. Hey! Oh no! Ôi trời ơi. No. Bọn gấu hỗn loạn thiệt. Quậy quá. Gì đây? Tụi nó. No, nó đâu vậy? Tôi không thấy nó. Nó đâu vậy? Nó có con nào chân hả? À hồi ở ngoài đường ống làm gì có con nào chứ, mình quên. Ừ. Ok. Hả? Rồi. Nó không có làm gì hết. Rồi, cứ để vậy đi. Mình giảm nhiệt độ xuống, nó bất công là con Lefty nó tới á. Lefty nó nhạy cảm với thứ nhiệt độ hay sao mọi người ạ. À? Mình nói là mình đóng cửa, mình chắc ăn là mình đóng cửa bên đây để mà cho Freddy nó không đi vào á. Biết đâu là nó sẽ tấn công bất ngờ, mình không biết được. Nó tới đây nè. Con gì bị đụng đầu vậy? Hả? Oh my god. Mày đây. Vãi đạn kìa. Nữa, tới rồi. Hình như mỗi lần mình chạy được một con nó sẽ cho mình đồng xu với 6 mọi người ạ. Yeah, đúng rồi, hay lắm. Cái gì đây, trên đó có con gì hả? Bắt được mày rồi nha. Trời ơi, lại mày đây rồi, chỉ cố trụ được khoảng 1 phút nữa thôi là được rồi. Cố lên nha, đừng chết nha anh bạn. Thank you for depositing 5 coins. Ha, thắng rồi, vậy là thắng rồi. Mình xài có hơi hao phí tí nhưng mà mình vẫn thắng. Ôi, chặn được con nữa nè. Ok.
khá là vui mọi người ạ, khá là vui. Công nhận con game này vui á, con game này vui rất nhiều và rất là khó. Yeah, chúng ta được kỷ lục mới chính là 450 điểm nè. Mình thấy là bọn này nó AI đến tận 10 nhưng mà tụi nó không có đáng sợ cho lắm. Rồi để coi bây giờ mình chơi cái Bear Attack. Đây, chúng ta có thêm những con gì nè. Nó đẩy cái AI của con này lên nè. Nãy giờ là mình không thấy con này tí nào luôn mọi người ạ. Mà mình qua cái Bear Attack 2 á, nó sẽ thêm con gì ta, để mình để ý coi. Nó sẽ cho xuất hiện con này chơi khá là khó nha. Là mình cần phải chơi game dùng nó đó mọi người ạ. Nó sẽ ngồi trong một căn phòng với một cái màn hình rất khá là lớn và nó sẽ chơi cái trò chơi tương tự với Final Freddy và mình phải chơi giùm nó, nếu mà thua thì nó sẽ giết mình liền luôn. Mà bất khả thi là mình sẽ không thể nào ngăn cản được nó khi mà nó chơi thua vậy đó mọi người. Nếu như bây giờ mình thử chơi coi, chơi thử coi không biết có được hay không nha. Ok, mình để ý là có mỗi một con gấu ở trong đường ống, chính là con gấu đó thôi. Rồi chặn nó lại. Nó chặn con gì nữa vậy? Gì ở đây? What the hell? Oh no, thấy sợ quá. Chặn nó lại coi. Nó chơi thua hả? Vãi đạn kìa. Mình quên mất là có con đó. Trời ơi, quên mất là có con đó. Rồi, chú ý thêm nha. Chú ý là có con đó nữa. Nó ở đâu ta? Ở đây nè, sao? Đúng rồi, ở đây nè. Đây, đúng rồi. Búp. Ở đâu? Ở đây hả? Rồi. Chậm quá. Chặn cửa này. Gấu ở đây, chặn nó lại. Gấu, chặn nó lại. Rồi, ok. Ở đây. Mà thằng Petty thì nó ở đây phải không? Ừ, nó ở đây nè. Rồi. Hình như cái khoảng vài giây là cái con robot ở trong cái trò chơi của thằng gấu kia nó sẽ di chuyển một lần hay sao á. Rồi, ế. Mình gạt kịp thời, nếu không là mình chết á. Đó. Hai gấu luôn. Trời ơi. Rồi, con kia. Chặn cửa rồi phải không? Rồi, ok. Lại mày nữa. Chết đi. Mình bật quạt nãy giờ lâu quá à. Chết rồi, vậy chết rồi đó. Rồi, mình quên lấy xu cái coi. Không cần lấy xu, mình đã chặn được khá là nhiều con. Mỗi lần mình chặn con là nó sẽ cho mình tiền. À, mình quên mất chuyện đó. Please deposit 5. Thank you for depositing 5 coins. Mình thành nhiều quá. Xài nhiều quá. Trời ơi, lại nữa. Ok, vẫn ổn nha. Ôi, sao mình có thể sống sót lâu vậy ta? Mình cứ ngồi lâu thôi thì nó có sao không ta? Nó tới kìa. Có 100%, có 5% à. Chết rồi. Thua rồi. Thua rồi mọi người ạ. Rồi đã, hình như cái con thực ra là cái con gì ta? Con Modern Freddy mà không cần phải lo gì lắm mọi người ạ. Rồi, ok, mình đã nghĩ ra một cái chiến thuật mới. Thực ra là cái con Modern Freddy là mình không cần phải lo nhiều lắm. Nó chỉ cười khi mà nó tới thôi. Nên là chúng ta không cần phải quan sát camera của nó. Rồi, chơi lại thử coi. Mình thấy là mình cũng dần thuần phục với cái đó rồi. Rồi, cứ để cửa đây. Khi nào mình dùng camera, mình đóng cửa lại. Đó. Cứ vậy đi. Tắt quạt đi. Rồi, chơi game. Chết rồi, thua rồi. Tôi chờ nó chết đây. Bye bye. Ẩn nhầm. Vậy là chỉ có một con duy nhất là mình có thể quan sát camera thôi, chính là cái con Toy Freddy. Cái con này dù mức AI thấp nhất luôn nhưng mà nó vẫn kiểu gì á, nó làm cho mình bị hay quên lắm. Rồi, ok, tắt quạt đi. Đây, giờ có mỗi lần dùng camera là mình đóng cái cửa này lại. Rồi chơi dùng con này. Đây, ở đây. Rồi, ở đây. Đó. Tắt quạt đi. Rồi, quên cái thứ mất mồi nhử gì ở đây nè. Để nó ở đây đi. Mày nữa. No, how unfortunate. I'm gonna do a sneaky thing and throw a new contender in the ring. Balura, Balura đó. Tôi là Balura. Mình cái tiếng chạc. Đó chính là con Balura. Vãi đạn.
Và lâu ra là mình đối phó nó bằng cách là mình cần phải nghe cái nhạc nó hướng về đâu á là mình có thể chặn cửa nó lại. Trời ơi, hay là mình nhận ra kịp nha, nếu không là chết rồi. Mày nữa, trời ơi mày phiền toái quá à. Mình phải. Thank you for depositing 5 coins. Oh my god. Mày nhìn vui vãi trưởng. Để coi có kháng nữa hay không nha. Tụi em xài khá là tiết kiệm á. Cái con NFT kia là mình không cần phải dùng cái mặt nạ làm cái gì. Mình có thể kéo camera lên luôn. À thì là vậy á. Nữa. Ok. Cảm ơn. Không có gì đâu. Bên trái. Còn nó bên trái. Vãi. 30 giây thôi. 30 giây thôi nha. Cố lên. Cố lên. Yeah, tăng game rồi. Oh wow. Game rất vui mọi người ạ. Game vui cực kỳ luôn. Con game này chơi vui hơn cái Final Fantasy phần 6 luôn. Cái phần 6 nó căng thẳng thiệt sự à. Mình chơi mình không biết là con gì nó đang di chuyển gì lum la. Ở gì đây? Gì nào mọi người ạ? Watashi wa saishuu teki ni hitotsu no mono o eta. Watashi ga saru koto ga dekiru ka dou ka kiita tokoro. Karera wa watashi wo mezame saseta. Watashi wa suimen ni modori. Ôi đi về nhà về ta ga. Sao vậy đây? Kết quả là không. Ồ, cáo cáo gì đây? Bác sĩ à? Anh ta là không thể tổ chức 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 tổ それは暗闇があるまで私を運んだ。目が覚めるとこれは死後のビジョンであると思えた。私は何が来るのかを見ていた。私の祖先が。はあ、瞑想するのにとてもいい環境であることを発見した。しかし私は誓ってもいい。バカなクマは普通最初にそこに着く。それは私のせいではない。クマは早く目を覚ます。本質的にだ。私が最初にそこに着く唯一の時期は真冬だが。誰かいないか。私はどうしてもトイレに行かなきゃいけないんだ。彼は冬眠していると申し込む。とにかく池が凍りついているので誰かが気にする。私はちょうど氷の上に横になり、私の下で凍った魚を見つめている。凍った池の上に寝るのは瞑想には理想的だという人もいるだろう。深いものに集中するようになるからだ。Mình cũng chả ngờ là con game này có nguyên một cái đoạn anime đó. Nó thêm con ba lô ra biết ngay mà. Thôi là mình có tìm hiểu game trước nha, nếu không là mình chết lâu rồi đó. Ôi vãi đạn thiệt ạ. Chúng ta có Base Attack 3. Là con này nó lên mức độ 5 rồi nè. Mấy con kia thì hai con này nè, ba con này nè. Chúng ta có ba con này là mức độ 20 rồi mọi người ạ. Mấy con khác hình như là vẫn như cũ hết phải không ta? Nó tăng lên, nó có tăng lên. Mà mình nghĩ là cái video ngày hôm nay nó cũng đã khá là thú vị rồi. Với những cái pha hù giật mình của mình, mình rất là vui khi chơi con game này, mình rất là thích nó luôn. Thì nếu như mọi người ủng hộ cái video đó, thì mình sẽ chơi tiếp con game này nha.
Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Thì nếu như các bạn thích video này thì các bạn hãy cho mình like, mình share và đừng quên subscribe cho mình. Và đừng quên cái chuông cho thông báo được kênh nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.